Tri ân tất cả mọi phút lành nơi trước mắt của tôi, từng cọng cây, ngọn cỏ, từng cái tiếng dế kêu, từng âm thanh của gió, từng gì đó. Đó là thế giới, đời sống tâm linh nó như vậy đó. Còn muốn vô đây để xây Babylon, ra ngoài xây. Nếu Babylon ở ngoài người ta đang xây nhiệt tình lắm. Cái đời sống tâm linh được thực thụ nó khác. Tới đây muốn đời sống tâm linh người ta như vậy đó. Tri ân phúc lành, được hoa quả, được nó tự đơm hoa kết trái sum suê. Mà những người xây Babylon họ phải ngưỡng mộ, họ sẽ phải ngưỡng mộ bởi cái đẹp, bởi cái sự thịnh vượng mà của những con người mà trong tâm họ có thượng đế thôi, họ đầy đủ. Giờ tham mình ở đâu thì mình cũng đầy đủ đó các bạn. Ở trên núi, ở dưới biển, ở đâu thì cũng đầy đủ mọi phương diện luôn. Mà có thèm hay không mới là chuyện khác. Người ta không thèm người ta mới có đầy đủ. Tốt nghiệp rồi thì tỷ lên lớp 3 rồi, những kiến thức ở kia, những cái vốn kiến thức của kia nó tự có rồi, cái nguồn cội, cái dồi dào kiến thức kia tự có rồi. Nó tự cái dồi dào của những cái lớp thấp hơn nó tự có hết rồi, không cần phải luyện để mà có. Tốt nghiệp rồi ở niết bàn á, để được sống á, để được trải nghiệm tất cả mọi thiện ác của vũ trụ này, đó là một sự kỳ diệu. Thì mình khẳng định đó là một sự diệu kỳ của vũ trụ. Chỉ khổ khi con người nó đặt định nó là cái nghiệp đó, và rồi tất cả 99.99999 triệu chỉ tỷ 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 các nghiệp còn lại thì nó sẽ bị khổ, tại vì nó đã đặt nó là phải là một cái đó, hiểu không? Con người thông minh không? Hồi lúc mà thầy tu tập cho đến mà tu tập xong trở về là tôi đến mà tới mà lúc mà mình không có cái gì á, cho đến khi mình có tất cả cái hạnh phúc của nó cũng vậy rồi các bạn. Nhưng mà một cái điều hay là khi mà mình có cái hạnh phúc đó đó, mình không có cái riêng thiệt, nhưng mà cái chung tự động vũ trụ tự cung cấp hết trơn qua những người thân của mình, sao nó tự đầy đủ. Muốn biết hay không thì coi cộng đồng chúng ta, mà hãy chia sẻ những câu chuyện tu tập trong cuộc đời đầy đủ thịnh vượng rồi lên như thế nào. Đó là quy luật của vũ trụ. Cái tâm thiên đàng thì không thể ở cõi địa ngục cùng một 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 thời điểm được. Còn cái tâm mà ở địa ngục á, cho dù đang ngồi trên đống vàng đi nữa, bệnh tật nó chỗ nó kêu tên không biết lúc nào, và cũng không đem đi được. Đại khái như vậy. Và đi ra bãi biển ngồi mà phiền não, stress, bệnh thở hổn hển, đó cũng không phải là sự giàu có đích thực. Sự giàu có đích thực đó, nó là cái thiên đàng ở bên trong. Cái vốn đó không ai có thể lấy đi được. Cái vật chất của thế gian này nó không có, nó vô thường. Nó lên xuống hoặc là bất cứ, hoặc là khi các bạn ra đi các bạn cũng không có đem gì được, chỉ còn cái nghiệp nó đi. Nhưng mà cái sự thịnh vượng của thiên đàng á, cái đó là cái mà sinh lão bệnh tử vô thường nó không bao giờ lấy đi được hết. Nó không có mất. Cái đó là cái kho báu mà Chúa muốn nói, cái đó là cái kho báu mà Phật muốn nói đó. Kho báu mà gọi là trưởng giả trong kinh Pháp Hoa, thân thang mới trưởng giả, còn hiểu biết cạn cợt giống như cùng tử vậy. Hiểu biết những cái không đó, vậy đó. Do không biết cội nguồn của mình thì phải sống cái kiếp kia, còn biết thừa trưởng giả dâm chấp cho mình là cái nghiệp đó, đó thì sống cái kiếp đó. Thank you, universe.